quảng cáo YouTube trên nội dung độc hại, hơn 60 doanh nghiệp bị tuyết còi. Hiện nay thì cái mức xử phạt thì nó còn thấp, chưa đủ cái đảm bảo cái tính răn đe. Một quyết định, người ủng hộ, kẻ than khó. Siết quảng cáo YouTube, lựa chọn nào tốt hơn cho doanh nghiệp? Sau danh sách hơn 20 nhãn hàng có quảng cáo trên các clip có nội dung xấu độc trên YouTube, thì mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục công bố thêm 40 nhãn hàng mới. Việc quảng cáo của doanh nghiệp có gắn vào các clip xấu độc trên YouTube được coi là hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo, đồng thời ảnh hưởng đến chính uy tín của các thương hiệu, doanh nghiệp. Vậy các doanh nghiệp bị tuyết còi có phản ứng như thế nào với động thái này của Bộ Thông tin và Truyền thông? Trong số 60 doanh nghiệp bị tuyết còi do quảng cáo gắn liền với các clip có nội dung xấu độc hại, vi phạm pháp luật, có cả các doanh nghiệp lớn trên thị trường như Grab, FPT Shop, Shopee, Samsung Việt Nam và nhiều trường đại học danh tiếng trong nước như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thương mại. Trước những vi phạm này, đã có ít nhất 15 doanh nghiệp lên tiếng giải trình với Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là quảng cáo của các hãng sản xuất nên nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi đã chính thức yêu cầu Google ngừng việc đăng tải quảng cáo của Grab trên YouTube. Hầu hết các doanh nghiệp đều cho rằng họ không thể kiểm soát được các nội dung quảng cáo. Và có những trường hợp đối tác họ dùng cái thuật toán của họ để chạy thì nó lạc vào những cái nội dung không phù hợp. Chúng tôi có rà soát rất là kỹ nhưng mà có những cái thuật toán nó chạy mà chúng tôi cũng khó để có thể hiểu được. Còn YouTube có vẻ khó kiểm soát triệt để nội dung của chính mình khi mà nhà mạng này đang trực tiếp quản lý 130.000 kênh tiếng Việt, trong đó có tới 55.000 video có nội dung xấu độc hại, vi phạm pháp luật. Và dù đã gỡ bỏ hơn 8.000 video xấu độc hại sau khi được cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu, thì hiện tại các nội dung này vẫn nhan nhản trên YouTube. Lý do có thể từ chính YouTube. Tôi nghĩ là cái chính sách này của YouTube hiện nay là đang kích thích những cái con người làm nội dung ở trên YouTube đi theo những cái con đường không tốt. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết việc bùng phát các quảng cáo gắn clip độc hại trên YouTube xuất phát từ lỗi của cả ba bên là doanh nghiệp, đại lý quảng cáo và đặc biệt là chính YouTube. Vâng, hầu hết các doanh nghiệp đều than khó có thể quản lý việc quảng cáo của mình xuất hiện ở đâu khi mà mỗi ngày có hàng tỷ nội dung khác nhau được đăng tải trên YouTube. Vậy việc kiểm soát các quảng cáo xuất hiện tại đâu có thực sự khó như vậy? Chúng tôi đã tìm đến một chuyên gia trong lĩnh vực này. Đối với những cái tính năng ở trên Google thì mình có thể chọn nhắm mục tiêu theo vị trí mà nhà quảng cáo yêu cầu. Cụ thể ở đây thì mình có nhắm chọn chi tiết tới cái kênh mà trên YouTube mình sẽ hiển thị quảng cáo trên đấy. Nhà quảng cáo còn có thể chọn được những cái video nó cụ thể. Đầu tiên mình sẽ truy cập vào trình quản lý quảng cáo của Google và mình sẽ di chuyển đến mục vị trí đặt quảng cáo. Ở trong mục vị trí đặt quảng cáo thì mình sẽ chọn mục tiêu theo cái vị trí của mình. Ở đây là mình sẽ dùng những cái từ khóa mình tìm kiếm ra những cái kênh ở trên YouTube hoặc là những cái video trên YouTube mà mình đã chọn, thì mình chỉ cần thao tác là mình tích chọn thôi. Như vậy thì là mình sẽ chọn được những cái video hoặc là những cái kênh chính xác mà mình quảng cáo của mình sẽ hiển thị trên cái đấy. Vâng, theo dõi các chuyên gia phân tích thì rõ ràng là nếu chúng ta đi sâu và tìm hiểu các cái thuật toán quản lý của Google hay YouTube thì việc quản lý điều phối quảng cáo không phải là quá khó khăn. Hơn nữa, theo các chuyên gia, chính các quảng cáo không được quản lý chặt chẽ này chính là nguồn máu nuôi sống các nội dung độc hại, làm vấy bẩn môi trường nội dung số. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, thị trường quảng cáo online tại Việt Nam trị giá khoảng 400 triệu đô la Mỹ, trong đó hơn 70%, tức là 280 triệu đô la sẽ đổ vào túi của Google, Facebook. Và không có lý do gì mà những người trả tiền quảng cáo, chính là các doanh nghiệp, lại không có quyền quyết định. Vì là họ là người trả tiền và họ hoàn toàn có thể quyết định được cái quảng cáo họ sẽ xuất hiện ở đâu. Nếu như mà quảng cáo của họ xuất hiện ở những nội dung xấu thì tức là một là agency làm sai, hai họ cố tình làm sai. Còn nếu mà họ làm đúng theo những gì mà chúng ta mong muốn thì chắc chắn cái nội dung của họ chỉ xuất hiện ở content sạch thôi. Mặc dù vậy, hoạt động phân phối quảng cáo của các doanh nghiệp hầu hết do các đại lý thực hiện. Do đó, nếu giao kèo giữa họ và đại lý lỏng lẻo, việc thương hiệu xuất hiện bên cạnh các nội dung xấu với giá rẻ là khó tránh khỏi. Giá thành là một cái mà doanh nghiệp luôn chú ý đến. Thì khi bạn đưa bộ lọc càng kỹ càng thì cái giá thầu, giá mà có được quảng cáo xuất hiện nó sẽ càng cao. Nhưng mà nó là chất lượng.
Thì nếu mà doanh nghiệp chọn được cái nơi phát hành quảng cáo của mình một cách kỹ lưỡng thì thứ nhất họ sẽ convert vào cái đối tượng khách hàng chuẩn hơn, chắc chắn thì cái tỷ lệ bán được hàng của họ sẽ cao hơn. Cái thứ hai nữa là về mặt cộng đồng, tức là nội dung số, thì khi họ chọn vào những cái kênh YouTube tốt, những nội dung tốt thì quảng cáo chỉ xuất hiện trên đấy, thì những người làm các kênh tốt sẽ hưởng toàn bộ số tiền mà lẽ ra các kênh xấu được hưởng, và cái người làm nội dung tốt sẽ được nhiều cái lợi ích hơn, thì là cái content của bên mình sẽ sạch hơn. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, việc chấn chỉnh các hoạt động này hiện chưa đạt hiệu quả chính là do chế tài xử phạt của Việt Nam còn quá nhẹ so với lợi nhuận YouTube có thể thu lại từ các quảng cáo. Ví dụ như là hiện nay là một cái hành vi là đăng cái nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục lên trên mạng xã hội, lên trên YouTube thì phạt khoảng 20 triệu. Khoảng 20 triệu thì chúng tôi đang đề xuất là phải tăng ít nhất là 5 lần. Lên khoảng 100 triệu đến nếu mà hành vi vi phạm nặng thì có thể 150 triệu. Rõ ràng, việc quản lý chặt chẽ quảng cáo trên nền tảng YouTube là hoàn toàn có thể thực hiện được. Khi các nội dung xấu không còn đất sống, các nhà phát triển nội dung tử tế sẽ nhận được nhiều quảng cáo hơn, có doanh thu tốt hơn và tiếp tục phát triển môi trường số lành mạnh.